đây này. Ôi. Trước trước. Cá bự thường nó ăn cái nhả lại hả? Ăn rồi, nó hốt vô nè, như là mấy con cá tra nó hốt vậy đó. Cá nó hốt vô cái là chín nè. Nó chỉ cái là nó nghỉ xuống cái là chín nè, nó đau nó trả lại cái nó nghỉ chữ. Trong lăng chim nó lớn hơn cá nhiều quá. Đây yến quá trời nè. Giờ thon. Dạ bữa. Mấy ông chảnh khoái lắm. Con cá này nè. Cứ lâu lâu cuối tuần rồi á à, đi câu. Câu đìa. Câu đìa chứ đâu được biển đi câu đâu. Biển mới về quê câu. Đánh câu mồi nó nhẹ trùng đâu á, trùng với mấy cái mồi cám không à, mua mấy con này thì cũng mắc. Ở đó đánh là 1 ký 550 gì là mấy thằng trên mạng nó nói 100g 55.000 mấy ký chứ nữa. Nó kêu con này là con gì á, nó không kêu còn con sên nhưng mà trùng kêu con gì á, con hà. Ừ đúng rồi, nó kêu con hà trùng biển đó.